Khi mà tại châu Âu, các giải vô địch quốc gia đang bước vào giai đoạn nước rút, thì bên kia đại dương, giải nhà người Mỹ với trung tâm của sự chú ý là Lionel Messi vẫn đang phả hơi nóng đến khán giả qua từng trận đấu. Phong độ của Inter Miami lúc này đang cực kỳ thăng hoa. Sau khi bị loại ở tứ kết CONCACAF Champions Cup, Inter Miami đã thắng một lèo 3 trận đấu tại giải nhà người Mỹ để tiếp tục độc chiếm vị trí số 1 miền Đông. Song, có một cái dầm khá khó hiểu là khi Messi cùng các đồng đội đánh những trận đánh với các đội bóng đến từ New York, họ luôn gặp rất nhiều khó khăn. Và ở trận đấu với New York Red Bull hôm nay cũng được dự đoán sẽ lại là một ngọn núi lớn cho thầy trò huấn luyện viên Gerardo Martino. Thật sự đội khách đã gây ra được sóng gió, nhưng chi tiết là Inter Miami có Lionel Messi. Một mình tiền đạo người Argentina đã ghi bàn, dây bóng rồi sắm luôn vài kiến tạo giúp đội chủ nhà giành chiến thắng giòn giã 6-2. Đánh giá một cách khách quan thì hiện tại Inter Miami vẫn là câu lạc bộ được xem là mạnh nhất giải nhà người Mỹ. Thành tích của Inter Miami sau 11 vòng đấu tại MLS 2024 là thắng 6, hòa 3 và thua 2, giành 21 điểm. Tính toàn giải, đoàn quân của Tata Martino đang là đội bóng có thành tích tốt nhất với hơn 3 điểm so với phần còn lại. Với phong độ đó, những người hâm mộ đội bóng đang tỏ ra tự tin trong trận tiếp đón New York Red Bull cũng là điều dễ hiểu. Song như đã nói, các trận đấu với những đội bóng đến từ New York chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng. Chỉ cần nhìn vào đội hình mà Inter Miami tung ra sân ở trận đấu này là đủ hiểu. Hầu như mọi nhân sự tốt nhất mà họ có đều đã được đền tên vào đội hình chính. Ý đồ chiến thuật cũng cực kỳ rõ ràng. Inter Miami sẽ đá với khối đội hình tấn công áp đảo đối phương ngay từ đầu. Nhưng tiếc là đại diện đến từ New York đã không cho Messi và các đồng đội làm được điều ấy. Tiếng còi khai cuộc vang lên cũng là lúc ta thấy được sự bất ngờ khi đội khách mới chính là những người chủ động tấn công. Họ nhanh chóng đẩy quả bóng ra ngoài biên, quét sâu vào hai cánh của Inter Miami. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác với những gì mà học trò của Gerardo Martino có thể tưởng tượng. Các cầu thủ Inter Miami bắt đầu trở nên lúng túng. Trong khi đó, đối thủ của họ lại tự tin do phát động được những đợt tấn công và tạo được áp lực cực lớn lên hàng thủ đội chủ nhà. Thậm chí, ở khả năng cầm bóng, những ngôi sao nơi tuyến giữa của Inter Miami cũng hoàn toàn mất hút. Có thể nói, 10 phút đầu trận đấu là một thế trận một chiều, nơi mà New York Red Bull là những người sắm hoàn toàn sự chủ động. Chi tiết cho họ là bàn thắng vẫn chưa tới. Chắc chắn rồi, trong một thế trận kiểu như thế này, thứ mà người hâm mộ Inter Miami chờ đợi chính là Messi. Và ngay phút thứ 13, ngôi sao người Argentina đã lên tiếng. Messi nhận bóng từ đường truyền của Suarez ở khu vực 1/3 cuối sân. Enfunga sau đó dễ dàng vặn sườn một hậu vệ đội khách, nhưng cú dứt điểm của anh lại bị chặn lại. Cần phải nói thêm, đây là tình huống mà Messi đã mất trụ do áp lực từ hàng thủ đội khách. Sau khoảng thời gian thu mình chống lại những đợt tấn công của đội khách, Inter Miami đã bắt đầu nóng máy. Họ triển khai thế trận của mình tự tin hơn, bóng cũng nằm trong chân các cầu thủ chủ nhà nhiều hơn. Messi và Suarez là hai cái tên thường xuyên tạo ra những tình huống sóng gió cho đội khách. Nhưng khi mà người ta còn chưa kịp nghĩ đến bàn thắng của Inter Miami, thì một cú tát cực đau đã được New York Red Bull tung ra. Phút 33, họ triển khai một pha phản công cực kỳ sắc nét do Emil Forsberg là người khởi xướng, tạo điều kiện cho Carmona dứt điểm. Cú sút đầu tiên đi trúng cột dọc, nhưng Dante Van Zier kịp thời có mặt sút bồi, đưa bóng vào lưới mở tỷ số trận đấu. Ngay lập tức, sự khó khăn khi đối đầu với các đội bóng New York một lần nữa lại ùa về. Inter Miami nhanh chóng triển khai lại thế trận tấn công dồn dập về phía đội khách, bởi họ hiểu nếu bị dẫn trước qua giờ giải lao, hiệp 2 sẽ là một thử thách cực đại. Nhưng những đợt tấn công của Messi và các đồng đội vẫn còn thiếu đi tính đột phá, rất khó có thể xuyên qua lớp phòng ngự dày đặc đang cố bảo vệ thành quả từ New York Red Bull. Tình huống đáng chú ý nhất ở phút thứ 40, khi Messi có phải chạy bóng hết sức khó chịu. Aviles ngay lập tức bật cao đánh đầu, nhưng chỉ tiếc là chạy bóng lại đi dội xà ngang. Những nỗ lực cuối cùng của Inter Miami cũng không mang lại thành quả. Họ bước vào giờ nghỉ khi bị dẫn trước một bàn và thế trận cũng cực kỳ bế tắc. Nhưng có một thống kê khá thú vị là tính đến thời điểm này của mùa giải 2024, Inter Miami đã để thủng lưới trước trong 9 trên 11 trận đấu. Nhưng đáng chú ý là họ vẫn giành được tới 14 điểm trong những trận đấu như vậy. Có lẽ việc bị dẫn trước rồi sau đó giành chiến thắng đã là kịch bản bình thường như cân đường hộp sữa với các cầu thủ Inter Miami. Ngay khi hiệp 2 bắt đầu được 3 phút, Messi lại một lần nữa là chìa khóa mở ra mọi thứ. Phút thứ 48, từ đường chuyền dài của Busquets, Messi không chơi bóng và kiến tạo cho Matias Rojas. Tân binh người Paraguay vừa vào sân tung ra cú sút xa cực kỳ đẹp mắt, đưa bóng vào góc cao khung thành. Sự thăng hoa đã trở lại, mọi thứ lúc này trở về vạch xuất phát và sân chơi dường như cũng đang thuộc về các cầu thủ chủ nhà. Họ kiểm soát và có những miếng đánh hiệu quả hơn rất nhiều so với hiệp đấu thứ nhất. Đúng 2 phút sau bàn thắng san bằng tỷ số, Messi tiếp tục là cái tên được nhắc tới, nhưng lần này chỉ anh là người ghi bàn cho Inter Miami, nâng tỷ số lên thành 2-1 cho đội bóng. Đây là tình huống mà hàng thủ của đội khách đã chơi cực kỳ hớ hình. Matias Rojas gây sức ép, Luis Suarez cướp được bóng từ hậu vệ của đối phương và kiến tạo cho Messi. Và đương nhiên khi đối mặt với thủ môn Coronel trong tư thế 1-1 như vậy, Enfunga dễ dàng ghi bàn bằng một cú sút chéo góc. Mọi thứ thay đổi quá nhanh trong trận đấu, tư thế bị dẫn trước, Inter Miami đã có màn lật ngược thế cờ thành công. New York Red Bull trở thành những người phải đi tìm kiếm bàn thắng. Và đây lại là thế trận mà Inter Miami cực kỳ ưa thích.
Nếu nửa sau hiệp 1, đội bóng của Messi tỏ ra bí bách trước hàng phòng ngự nhiều lớp của đội khách, thì sang hiệp 2, họ đã có những miếng đánh hiệu quả xé toang hàng phòng ngự ấy. Mọi thứ càng dễ hơn khi hiện tại chính những vị khách mới là những người phải tấn công, tạo ra cơ hội cho hàng công mạnh mẽ của Inter Miami tiếp tục gây ra sóng gió. Những cơn gió nhỏ đi qua, vừa rồi cơn bão mà đội chủ nhà tạo ra đã tới. Phút thứ 60, vẫn là Inter Miami nâng tỷ số và vẫn là Messi góp dấu giày vào bàn thắng, đưa đội bóng dẫn trước 3-1. Đây là tình huống mà chủ nhân 8 của bóng vàng đã thực hiện pha chọc khe kiến tạo tinh tế, dùm rồi chặt lốp bóng vào lưới khi đối mặt với thủ môn. Tỷ số đã là 3-1, nhưng dường như tất cả các cầu thủ đội chủ nhà vẫn chưa hề muốn dừng lại. Mỗi khi bóng đến chân Messi, người ta lại cảm giác rằng bàn thắng sẽ tiếp tục đến. Từng nhịp chạm bóng của Empolga đều tạo ra những sát thương hết sức dữ dội. Và chuyện gì đến cũng phải đến, Messi lại dây bóng vượt qua 2-3 cầu thủ đội khách. Lần này anh tiếp tục thực hiện pha kiến tạo đầy nhạy cảm cho Soren ngả người dứt điểm đập đất thành bàn, nâng tỷ số lên thành 4-1. Mọi thứ tưởng chừng đã ngã ngũ, nhưng phút thứ 75, Soren và Messi lại nói không. Cả hai có pha phối hợp bật nhà, biến những cầu thủ New York Red Bull thành những khán giả đúng nghĩa. Quả bóng đến chân tiền đạo người Uruguay, trong thế đối mặt và thuận lợi, anh dứt điểm dễ dàng trong vòng cấm, hoàn tất cú đúp cho mình. Khi mà New York Red Bull đã buông xuôi, cơn ác mộng mang tên Lionel Messi lại ùa về một lần nữa. Phút thứ 81, Messi tung ra đường kiến tạo tinh tế bên cánh phải để Suarez khéo léo lừa qua thủ môn đối phương ghi bàn. Một cú hat-trick cực kỳ dễ dàng cho tiền đạo người Uruguay. Bên ngoài sân, có lẽ huấn luyện viên Gerardo Martino còn chưa kịp định thần vì mọi thứ xảy ra quá chóng vánh. Ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, New York Red Bull được hưởng quả phạt đền do Wigan phạm lỗi trong vòng cấm. Forsberg là người được chọn và anh thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-6. Nhưng có lẽ bàn thắng lúc này cũng chỉ còn mang tính hình thức. Vài phút bù giờ là không đủ để New York Red Bull làm nên một câu chuyện thần kỳ nào nữa. Họ chính thức trở thành người tiếp theo được chọn để mơ một cơn ác mộng mang tên Lionel Messi và các đồng đội. Một kịch bản quen thuộc như chuyện thường ngày ở huyện tiếp tục được Inter Miami viết ra. Không, nói đúng hơn thì Messi tiếp tục là người chập bút cho Inter Miami bay cao trong những trận đấu gần đây. Một màn lật kèo khó tin, New York Red Bull sau trận cầu hôm nay có lẽ sẽ ám ảnh rất nhiều. Từ đội dẫn trước, chỉ trong một hiệp đấu, họ đã bị nạ tới 6 bàn và ra về trong sự tả tơi.